Hello mọi người, hôm nay là ngày 26 tháng 1 2022, có nghĩa là 24 tháng chạp âm lịch, còn 6 ngày, 5 ngày nữa Tết, tại vì năm nay có 29 nè, không có 30. Rồi, sau 6 ngày test nhiễm Covid, bây giờ test lại nguyên nhà, tối, hiện tại là 7:50 tối, ngày 26 tháng 1 2022. Rồi, Chixi cầm máy quay cho ba đi. Mọi người lên ghế đó ngồi hết đi. Con quay sẽ không được. Con đừng có quơ tùm lum, cameraman này quơ tờ lơ, người ta coi nhức cái đầu. Tao mày lên ngồi đằng kia con. Lên ngồi đi, ba bắt đầu test từng người nè. Ngồi lên. Ngồi lên. Mày Duyên ngồi vô khu đó hết đi. Rồi, Chixi vô luôn. Vô đi, vô đây. Vô đây đi. Để đi. Để quay anh cho. Rồi giờ trước tiên đây, bác sĩ ra đang chờ để chờ bác sĩ ra test nè. Bác sĩ Tèo. Bác sĩ Lê Minh Mẫn. Bác sĩ Tèo. Không. Đừng có mỹ. Bây giờ anh tự test anh trước nè. Để em ấy cho anh test cho. Thôi em không biết chọn đâu, em chọn chết đi coi kéo con. Dạ có. Kéo cho nó có cái bấm hộp. Đây nè, có nè, đem lấy. Trời ơi, camera mẹ đi đâu vậy? Camera mẹ. Có kéo chưa? Chưa. Đem lấy kéo cho nè. Thôi khỏi gấu này đi, để nó đi. Cái gì sùm luôn. Cấu nai, cấu nai. Cái bà nó nào? Quay vô cái mặt mỡ nhỏ đó đó, nhỏ đó nó ưu sạc. Đó, thấy cái mặt nó rồi. Ừ. Cái mặt nhỏ nhiều chuyện đó. Nãy hay coi video em Phơ thấy rút kinh nghiệm chưa? Sao ngồi tốn xấu quá vậy Phơ? Cả ai rồi chứ Phơ? Ngồi Phơ ngồi giống đi ăn dỗ. Video gì? Cái hậu trình là giống cái video này. Rồi thấy rồi. Thấy không nhìn đâu. Không nhìn đâu mà hí. Mọi người có sắp cho lại cảm giác khó chịu đó nha. À, từ khi em tao mì hai lần rồi, ba lần rồi đó. Hai một lần rồi. Lấy cái bịch này ra. Bây giờ chảy nước mắt mọi người. Tao mày đưa ra hai ba lần. Có vô đâu. Mở cái quạt nhỏ lên cho ba coi. Bác sĩ này khóc rồi. Bác sĩ tự test mình trước sau đấy. Bác sĩ yêu gì? Bây giờ mà ba mà còn dư tính là khỏi test nha. Tại vì dư tính là còn ba bị trước tiên. Ba chọc hơi lâu. Thì cho nó ra ra. Nhưng mà em khỏe mấy bữa nay rồi. Là chuyện mà virus nó vẫn còn người trong người là chuyện. Rồi quay đây nè. Đưa ba quay hả? Đưa ba cầm luôn cho cầm đi. Rồi mẹ vô rồi. Sao mày? Sảm gì vậy? Con tụi ba kìa. Nó đang hát không đang sạc. Hết rồi. Ồ, hết rồi kìa. Không có gạch nào luôn. Khó phải có gạch nào luôn. Ai cười với cha mẹ. Có gạch nào là mẹ. Không còn lợt luôn á, bữa hôm đậm lắm nay nó mất tiêu luôn. Yeah, ba hết bị rồi. Wow. Hết rồi, hết đi rút rồi. Âm wow, tính. Hay dữ. Con gạch à? Ừ, cũng có thiệt. Hay là chút nó biến, nó biến ra sao? Không có ra, nó nếu mà nó có ra đã lợt rồi, rồi từ từ nó mới đậm lên, cổ này nó. Không có luôn, không có luôn, không có gì hết trơn á. Rồi để xuống đi rồi. Quay tới mẹ Duyên nè. Ghi không? Ghi ra tâm anh mà. Rồi để nó đi, sắp từ từ hồi ghi sao. Chixi quay cầm camera đi. Tí mẹ nhớ tèn 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 tèn
Mẹ. Mẹ ơi. Quay con mắm nè. Giá tấm mì ơi, quánh mẹ. Mẹ té ra mẹ quay con, nhìn đưa đi con quay mẹ mới đúng. Rồi ngước lên. Sâu hộp phở. Đi quay cái lông mũi. Hey Google. Turn on piano lights. Rồi. Ok, turning on. Lấy cái tay ra chứ vợ. Bên nào? Bên nào? Bên nào kệ. Lấy cái tay ra. Người ta chuẩn bị tính thảo. Bên đây. Bên đây là. Bên nào? Bên nào? Bên nào? Bên nào? Chứ ai mà không ngước lên là sao? Lấy. Trời mệt quá đi. Điều hả? Lấy cái tay ra. Lấy cái tay xuống. Nè. Rồi. Hai chiều lắm. Thôi tới con chúng ta. Cái gì? Thế con có đưa phơ quay không? Giờ mẹ quay đâu? Vậy. Bye bye. Các bạn. Em cắt giùm anh một cái ra nữa kìa. Cái chị hai. Biết rồi. Chưa đi. Bà đang xoay. Bà đang xoay xoay cái đó trong này nè. Cái này là bên xe da ba tá hồi nè. Ba đen cái này thôi. Không, tại đây là nó táo thiệt nè. Không, nhìn đây tá hồi nè, ngồi đây là sáng nè. Đây qua bên đây đi. Có một cái bạc. Rồi, đưa đây, đưa camera đây, quay vô đây. Bà chế vô của mẹ nè. Kìa mẹ, nó chạy lên kìa. Đây ba quay cho. Nó chạy với tốc độ 1000 km/h. Dạ. Không bị. Không bị luôn, trắng bóc luôn. Ba đưa xa vậy ba? Đưa lại gần đi. Tại tụi con khum quá nè. Đâu không chỗ nào cái điện thoại của mẹ. Mẹ Duyên đưa cái điện thoại vô quay. Chị chúc mừng quay. Của mẹ Duyên này nha, đang tới. Ôi mày con tới Mỹ đừng tới Mỹ. Sao đâu tới Mỹ tới tầm Mỹ. Không. Tao vừa tức cục. Chị ta sweet meet you. Ăn tách của mẹ Duyên đó. Rồi cũng không có bị luôn. Ồ. Hết luôn. Hết luôn. Yeah. Ghê chưa? Đó chính là con. Một giờ. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to em. Một giật trời nhi. Nè ghi tên đi. Ghi tên đi. Em ghi tên đi. Rồi. Giờ tới Chessy. Mẹ Duyên lẹ lên đặng quay Chessy nè. Tụi mày ngồi lên đàng hoàng ơi, ngồi gì mà chổng khu, chổng chổng mông gì hả? Đây, tụi mày ăn xong. Rồi, nè, giờ tới chết si nè. Mấy con mắm này. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao lại nói chị hai như vậy? Sao lại nói chị hai có nguyên cục trước mũi? Cho lên mũi hai chiếc cái có một. Ôi nhưng mà không dính. Thôi coi kìa. Để ba chét chị kỹ chút. Rồi. Đó. Rồi. Coi. Trời đất ơi. Con nay gà nay lại dở gì dở chị hai kìa. Là chị bình xuyên, chị bình xuyên nha. Chứ chị ngấu thiền. Chị có thể hí ngó lại. Ngấu ngồi kia kìa. Thôi lại đây này gì đó. Ngấu ngấu ngấu. Tao mày ngồi kiểu gì vậy? Tao mày ngồi. Đào rồi mà ngại tôi. Tao mày ngồi ngồi thấy kêu đó nha. Thấy kêu. Ngấu ngay ơi. Thôi thôi, cắt cắt góc này ơi. Này quay cận cảnh này. Ô lai nè, chủ nè, tí ghét. Rồi rồi, nghe quay cái này nè, không quay quay cái gì. Chưa, chưa xếp mà đây là cái xe nha. Mẹ quay lum. Cái đam mê anh này còn lum hơn con nữa nha. Đây là Tết của Chessy. Chessy mở dẫn. Chessy. Đây. Nè, dẹp cái điện thoại em đi. Hết bậy luôn rồi. Hết rồi.
Trời ơi, sao mà không quá tối thui tối thui rồi sao thấy đường? Hết rồi. Trời ơi, tự nhiên la làng la sớm. Hello, gì vậy, gì vậy, có mẹ ơi, có mẹ à. Hello, mẹ mẹ lại đây. Rồi. Mẹ nè, có lần. Ở đây, có lần, có lần. Jesse cũng một giặt luôn. Cái này, có mẹ ơi, có mừng cái hay gì nó chạy vòng, nó cười. Đây, Jesse nè, nó đang hiện lên là nó đang hiện lên mờ mờ một giặt luôn rồi. Ghi gì? Ghi tên đi. Đây. Rồi. Jesse quay. Quay nè 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 tới tới Jennifer, quay mặt Jennifer kìa. Jesse. Dạ. Đẹp đi. Tay cái này quay cho. Quay được mà. Quay được mà. Rồi, Jennifer qua đây. Jennifer là nhỏ đầu tiên mà đi làm văn là phát hiện Covid nè, rồi về mới test nhà đây. Để chọn mà kiên kỷ. Đang chị ba. Thâu. Đó. Ba chọn tao hơn người ta. Thì ba nói là ba chọn kỹ kỹ mà. Cắt, cắt xe thôi. Kỹ rồi sao mà lỡ. Tại vì ba người không bị gì hai người kia cũng không sao. Ai nói? Hả? Đây là mày không? Con nào con Jesse. Mình làm cho hết 5 người mình luôn. Rồi lẹ đi ba. Chưa. Làm chứ, từ từ hỏi tới tâm tâm miền nữa đi nha. À đang ấy cái ủa chứ là sao cái dịch của dung dịch gì? Dung dịch nước mũi của Jennifer. Trời, gớm rồi. Rồi đâu, nè. Cái miếng này phải không? Dung mà, nó có gì Phơ, phơ, cắt thêm miếng nữa đi Phơ. Cắt thêm miếng cho tâm mì đi, cái này có gì Phơ rồi. À, được rồi, được rồi Phơ, Phơ, cắt cái chưa? Không, cái này là cái này dở hả? Bỏ hả? Đây, ghép mưa đây. Ghép, cũng bó lại mình đủ rồi. Ủa? Cái đó là ghép. Ủa? Rảnh sợ. Ồ, có tâm mì cũng trắng bóc luôn Jennifer. Rồi. Phơ, Phơ. Một chạch. Không có gì. Rồi hết luôn. Tiền, 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 rồi, một dạch luôn. Ủa sao? Đúng rồi. Cái này hiện đại ghê. Một dạch. Hả? Của Jennifer. Em ghi đi, nè. Này. Rồi, giờ chưa. Tới tâm mì. Tâm Phơ quay tâm mì giùm ba coi. Em nhạc kịch tính khúc này nha ba. Jesse kiếm cái phần giấy đưa cho em này. Em ác xì tới nè. Ba biết em tâm mì thế nào không ác xì. Con ác hai cái nè. Chiều, 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 chiều. Tao ác thì bốn cặp. Sao á, sao ác vậy? Chiều, chiều, chiều. Tâm mì không? Đây, đây em tâm mì nha. Ba chọt nhẹ nhẹ cho. Tôi chưa, chưa mà. Chưa, mà chưa. Rồi. Trời ơi, lạ kìa, ba đều thổi đi nha. Đau. Nước mũi của tôm mì đang được trộn trộn vô cái dung dịch gì đây nè. Rồi. Vô để vô nha, đưa mẹ quay kìa. Ủa, tôm mì phải không? Tôm mì đó. Mày Duyên ghi sẵn tên luôn rồi hả? Mới gì? Rồi. Mì đừng không vô sát quá. Mày chắc bóc luôn hả? Yeah. Nhà cả nhà hết Covid. Yeah.
Coi chừng hết hôm qua. Rồi, hết luôn. Một vạch luôn. Đi chơi. Rồi sắp lại nha, ngang qua. Rồi, một vạch luôn nha, mọi người. Đi vô bà. Bây giờ đi đặt con heo không? Từ từ. Lấy cái gì đặt đây, lấy cái gì muốn. Đây. Đây là kết quả test của 5 người trong nhà. Đó. Trời ơi. Giờ lấy điện thoại chụp rồi quay rồi từ lưa hết nha. Con chụp đó hả? Đăng lên cho mọi người biết nha. Nãy giờ 26 tây, 26 tháng 1 2022, 24 tháng chạp âm lịch. Rồi 24 mà mình hết thì hôm nay là ngày 26 tây. Ghê không? Quay mấy cái gì chịu. Sao nhắn tin cho bạn hả Phần? Cái gì vậy? Bạn. Hả? Còn Si chụp hình kết quả là làm gì? Đăng story nha. Còn mẹ Duyên chụp hình kết quả là làm gì? Facebook. Trời ơi, to là ở đợ Mạng xã hội. Ở đợ. Có đây đăng cho mọi người biết hay, không đâu cần đăng làm. Ủa mà ba cũng đang ở đợ YouTube mà. Ba nói gì chứ mà quay phim xong là ba lên làm YouTube nè, gửi cho mọi người biết nè. Rồi goodbye, see you again. Ba hết có biết rồi nha các bạn yêu. Goodbye. Mẹ Duyên goodbye. Tommy goodbye. Gấu goodbye. Nay goodbye. Nay. Nay ơi. Nay goodbye, see you again. Rồi bye nha các bạn ơi. Vậy đó rồi.